Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm nỗ lực thực hiện, tháng 8 vừa qua, huyện Gia Viễn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Từ địa phương quanh năm chịu thiên tai, đời sống nhân dân khó khăn thì giờ đây đã có nhiều mô hình sản xuất giỏi, cơ sở hạ tầng thôn xóm được nâng cấp, cuộc sống nhân dân ngày thêm ấm no. Phong trào xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu đang tiếp tục lan tỏa khắp các địa phương trong huyện. Để tập trung phát triển kinh tế, huyện Gia Viễn đã chủ động triển khai những giải pháp nhằm thu hút đầu tư doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cá nhân trên địa bàn. Các chính sách hỗ trợ người dân tiếp tục được triển khai, trong đó huyện chú trọng tới chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản và kinh tế tổng hợp. Với gia đình ông Vũ Mạnh Hùng ở xã Liên Sơn, nhờ chính sách dồn điền đổi thửa, ông đã có gần 10 hectare trồng cây ăn quả và nuôi cá. Qua học tập các mô hình trong và ngoài tỉnh, sau 4 năm thực hiện, gia đình có kiến thức cơ bản để phát triển kinh tế, trung bình mỗi năm thu về hàng trăm triệu đồng. Mới đây, gia đình tiếp tục đấu thầu gần 2 hectare ruộng bỏ hoang để mở rộng diện tích nuôi cá. Không chỉ làm giàu, ông Hùng còn chia sẻ giúp đỡ nhiều hộ khác trồng trọt chăn nuôi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vượt khó vươn lên. Qua mấy năm làm kinh tế trang trại, thì bây giờ đã lên được khoảng 78 triệu rồi, gấp đôi cái chỉ tiêu. Thế thì không thể dừng được như vậy. Vì nông thôn mới bây giờ cơ sở vật chất tăng cường rồi. Thế bây giờ mình phải đầu tư vào để mà nâng nó lên. Tức là ngày càng có thu nhập cao hơn. Bên cạnh khi gia đình đã làm được ấy, thì hiện nay như gia đình nhà tôi thì cũng đã giúp được hơn một chục gia đình. Tức là cải tạo vườn tạp. Tức là bằng đưa các cái loại giống cây có chất lượng cao. Thế vào để giúp các gia đình đó để trồng. Hai nữa là giúp cái giống vốn. Cùng đi lên để làm cái kinh tế trang trại. Để xây dựng cái nông thôn kiểu mẫu tốt. Tiêu chí thu nhập là tiêu chí quan trọng, tiên quyết và có tính độc. Nếu không thực hiện thường xuyên, khó giữ vững tiêu chí nông thôn mới và càng khó khăn cho thực hiện nông thôn mới kiểu mẫu. Do vậy, trong thời gian qua, Gia Viễn đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ các địa phương trên cơ sở thực hiện linh hoạt các chính sách của tỉnh, lồng ghép với các chương trình dự án. Huyện tổ chức hướng dẫn người dân thực hiện phát triển kinh tế tăng thu nhập. Đối với huyện và tỉnh thì luôn luôn có các cái chính sách hỗ trợ tạo điều kiện vay vốn cũng như là các cái hỗ trợ khuyến khích đối với người sản xuất chúng tôi để làm sao mà đảm bảo được cái tích cực khuyến khích cũng như là nhân rộng cái mô hình phát triển hơn nữa. Ngoài ra ấy, đối với tỉnh với huyện thì lại còn tham mưu với chúng tôi được cái kết nối ra các cái địa bàn ngoài, kết nối lên các cái diễn đàn cũng như là các cái hỗ trợ thứ để quảng bá cái sản phẩm của mình và bảo hộ thương hiệu cũng như là xây dựng thương hiệu website các thứ để làm sao phát triển cái nền nông nghiệp theo hướng mới. Với anh Lê Phương Đông ở xóm 1, xã Gia Sinh, từ chương trình nghị quyết 39/2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2020 đã hỗ trợ anh triển khai quy mô chăn nuôi bài bản ngay từ đầu với mô hình nuôi thỏ liên kết. Qua tìm hiểu thì tôi được biết rằng cái con thỏ trắng New Zealand ấy là nó dễ nuôi và ít dịch bệnh. Do vậy nó phù hợp với lại cái khả năng chăn nuôi của bà con nông dân. Đặc biệt là ở cái địa bàn Ninh Bình thì có cái đơn vị mà đã đứng ra để thu mua cái con thỏ New Zealand này. Do vậy nên là tôi mới quyết định đầu tư xây dựng cái trang trại để nuôi cái con thỏ New Zealand này. Một số cái mô hình mới như là mô hình nuôi thỏ thì chúng tôi cũng thường xuyên hơn là đến với bà con để có thể là trao đổi kỹ thuật cũng như là hướng dẫn bà con để chăn nuôi có hiệu quả ngay từ giai đoạn ban đầu. Và có thể là phát huy và mở rộng thêm với lại nhiều các hộ xung quanh. Đến hết năm 2019, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 46,7 triệu đồng trên người trên năm, trong đó khu vực nông thôn đạt 45,9 triệu đồng trên năm. 20 trên 20 xã đều có mức thu nhập bình quân đạt từ 45,5 triệu đồng trên người trên năm trở lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,8%. Người dân có thu nhập ổn định, tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Phong trào thi đua đang có sức lan tỏa mạnh mẽ tới từng thôn xóm, từng hộ gia đình. Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về nông thôn mới, bài học kinh nghiệm tiếp tục được huyện áp dụng trong giai đoạn mới là coi trọng lấy điểm nhân rộng,
chọn xóm, xã điểm về nông thôn mới kiểu mẫu, đi trước một bước rút kinh nghiệm. Ở mỗi xã chọn 2 đến 3 thôn, khu dân cư làm điểm. Ở huyện mỗi năm chọn từ 1 đến 2 xã để tập trung xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Liên Sơn là một trong những địa phương gặp khó khăn của huyện Gia Viễn, song danh hiệu xã chuẩn nông thôn mới đã khích lệ phong trào thi đua trong toàn dân, nhà nhà, người người nơi đây đang tập trung nâng cao các tiêu chí để sớm được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu. Đi đầu là xóm 13, nơi đang đẩy nhanh thực hiện các tiêu chí để tạo ra mô hình mẫu để nhân rộng thực hiện đến các thôn còn lại trong toàn xã. Thế như vậy là khi mà nhận được cái chủ trương của xã, thì chúng tôi về là chúng tôi bắt tay và triển khai ngay. Trước mắt là chúng tôi tập trung vào 10 cái tiêu chí cứng trong cái bộ tiêu chí của Ủy ban nhân tỉnh quy định. Khi mà chúng tôi tiếp nhận xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thì 10 cái tiêu chí cứng này thì cơ bản là chúng tôi đã gần như là hoàn thành. Tới hiện nay chúng tôi chỉ còn một số việc nằm trong các cái tiêu chí còn đang thiếu tí chút, thì chúng tôi tiếp tục là phấn đấu xây dựng tiếp để chúng tôi hoàn thành cái xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2020 này. Trước mắt như ở trong khu vực trong xóm của chúng tôi là đang cố gắng để xây dựng đường nông thôn kiểu mẫu mới, được hai bên đường là đang phát huy động chị em là để giống hoa. Thế là nhà cửa là sạch sẽ và vườn là rồng cây hoa sạch hoa và coi như rồng những cây xanh sạch đẹp. Là một trong những xã đầu tiên được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành, tinh thần tự nguyện của người dân là yếu tố để Gia Lập tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Tranh thủ nguồn vốn của tỉnh với tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm, khu hành chính xã được xây mới và đang dần hoàn thiện. Hệ thống đường giao thông nông thôn được duy tu, bổ sung thêm cây xanh, hoa tươi, lắp đặt hệ thống thoát nước. Các thôn kiểu mẫu đang dần hoàn thiện các tiêu chí. Địa phương đăng ký hoàn thành các tiêu chí trong năm 2020. Hiện nay là người dân đã đang là hào hứng rồi. Thế công việc hiện nay chúng tôi đang tiếp tục là đang tuyên truyền vận động nhân dân là đang xây cái tường rào. Và những cái tường ở rìa xung quanh đường là chúng tôi cũng tuyên truyền nhân dân là quét vôi ve cho nó sạch sẽ và tỉa những cái hàng cây mà nó rờm ra ngoài đường để tạo cái cảnh quan. Và tiến tới là chúng tôi cũng sẽ nâng cấp cái đường bê tông dài để cho nó tạo cái cảnh quan cho nó sạch và đẹp. Đối với xã Gia Lập thì xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu thì còn lại 4 tiêu chí cũng cơ bản đạt. Thế thì hiện nay khó khăn nhất là cái nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất, ví dụ như chủ yếu là đường giao thông. Với cái kinh nghiệm mà đã xây dựng nông thôn mới trước đây thì chúng tôi cũng đã có nhiều kinh nghiệm trong cái công tác lãnh đạo chỉ đạo, các cấp ủy đảng vào cuộc để tuyên truyền vận động nhân dân, huy động nguồn lực từ nhân dân thì để chúng tôi tiếp tục chỉnh trang đường làng ngõ xóm và vận động nhân dân chỉnh trang các cái khuôn viên nhà ở, tường bao, xây dựng lại khang trang đẹp đẽ để vừa là đẹp cho gia đình, vừa là đẹp cho xã hội, vừa là cảnh quan chung của xã. Có thể thấy bằng sự vào cuộc hăng hái của cấp ủy chính quyền địa phương cũng như sự đồng thuận của nhân dân, phong trào xây dựng nông thôn mới ở huyện Gia Viễn đã gặt hái được những thành tựu quan trọng. Việc xã Gia Vân được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu vào đầu năm 2020 là động lực cổ vũ các địa phương đẩy nhanh công cuộc xây dựng quê hương mới. Trong đó, cốt lõi là nâng cao thu nhập cho người dân, xây dựng miền quê chiêm trũng ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại. Xã nông thôn mới đẹp giàu, nông thôn kiểu mẫu sáng ngời niềm tin, đoàn kết đổi mới vươn lên, phát huy truyền thống quê hương anh hùng. Đó là những đoạn cảm tác của ông Đào Sĩ Kim khi chứng kiến sự đổi thay tích cực của quê hương. Và đây không chỉ là cảm xúc của riêng ông, mà là suy nghĩ và niềm tự hào của mỗi người dân Ninh An về nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Từ khi mà nông thôn đổi mới, nhất là nông thôn đang đà phát triển, tiến tới là nông thôn kiểu mẫu, thì trên đường làng ngõ xóm chúng tôi, từ làng đến xóm đến ngõ,
là đều là bê tông hóa hoàn toàn, và hoa các cái đường ngõ đều có hoa và cây, nói chung là cây xanh bóng mát. Từ đó là rất là sáng sớm và khoảng nửa buổi thường là chim chóc nó về nó hót díu ra díu dít, mà tôi đi xe đạp trên đường thấy cảm thấy nhận là sung sướng quá, và thấy về tôi mới làm những bài thơ, mà những bài thơ tôi là được cảm xúc rất nhiều. Thực hiện thành công xây dựng nông thôn mới, người dân Ninh An có cuộc sống ấm no, đầy đủ, hạ tầng cơ sở được nâng cấp, đường làng đi lại thuận tiện, rộng và phẳng. Giờ đây, nhân dân vừa thực hiện phát triển kinh tế, có điều kiện chỉnh trang nhà cửa. Mỗi gia đình hàng ngày tự chỉnh trang sân vườn, hàng tuần các hộ dân cùng xuống đường quét dọn, vệ sinh môi trường, tưới, nhặt cỏ, chăm sóc cây xanh, hoa. Thì chúng tôi cũng đang xây dựng cái triển khai cái mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, thì đến nay là cơ bản là hoàn thành. Và trong đó thì nổi bật thì có cái mô hình là nhà sạch vườn đẹp kiểu mẫu. Đây là một trong những mô hình trọng điểm về cảnh quan. Thì chúng tôi cũng đã hiện nay có 41 hộ đã đang đăng ký và tham gia thực hiện xây dựng mô hình này. Và chúng tôi luôn mong muốn là mở rộng cái mô hình này ra. Hiện nay thì 41 hộ nhưng mà sang năm chúng tôi có thể nhân rộng ra hơn nữa. Vì đây là một cái mô hình phải nói là toàn diện về về cảnh quan cũng như về cái giá trị của một gia đình. Cùng với sự thay đổi của diện mạo nông thôn, đời sống tinh thần của người dân đã không ngừng được nâng lên. Các giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương được gìn giữ, tình đoàn kết xóm làng thêm gắn bó, tạo động lực để Ninh An tiếp tục chặng đường mới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Để mà triển khai thực hiện cái chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thì trước mắt là chúng tôi phát động các cái cấp ủy đảng, rồi là các cái tổ chức hội và nhân dân. Công tác vệ sinh môi trường phải thường xuyên đảm bảo sạch đẹp. Đấy, là cái trước hết đã phải tạo được cái khí thế mọi người cùng phấn khởi. Cái hai nữa là cũng phải là huy động các cái nguồn lực, đặc biệt là nhân dân, công sức cũng như là tiền của. Cái thứ ba nữa là con em xa quê đóng góp để như vậy là tạo điều kiện xây dựng cái quê hương của mình và thôn xóm mình. Nắng sớm cuối hè làm những con đường hoa ở xã Ninh An, huyện Hoa Lư như rực rỡ, thắm sắc hơn. Những con đường làng chỉ cỏ cây tạp, hấp khểnh, gập ghềnh ngày nào, giờ đã được đổ nhựa phẳng mịn. Bên đường, những rặng cây và hoa ngày càng tỏa bóng, tỏa sắc, dẫn tới những ngôi nhà mới xây dựng khang trang. Làng ven đô Ninh An đang trở thành miền quê đáng sống. Những hình ảnh về sự đổi thay của miền quê nông thôn mới Ninh An, huyện Hoa Lư đã kết thúc chuyên mục xây dựng nông thôn mới hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Bí quyết để Nguyên Kha có một cuộc sống thảnh thơi, đó là lựa chọn ứng dụng Aribank E-Mobile Banking. Ứng dụng không chỉ đem lại sự thuận tiện trong các giao dịch tài chính, mà còn mang đến rất nhiều tiện ích tuyệt vời. Đặt vé máy bay siêu nhanh, đặt phòng khách sạn với 2.000 lựa chọn, đặt vé tàu xe trong tích tắc, đặt vé xem phim tiện lợi, quét mã VNPay QR thanh toán cực nhanh. Tất cả được gói gọn trong một ứng dụng. Hãy tải ngay ứng dụng Aribank E-Mobile Banking để trải nghiệm cùng Nguyên Kha nhé.